Trước khi vận hành máy ta cần kiểm tra đấy, dầu nhớt phải cho vào, xăng phải đổ vào. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng này. Tránh lửa này. Mà không được sờ vào khu vực có cảnh báo này, nóng. Báo nóng. Bộ phận lọc gió. Đây là bộ phận để quay dây lái trái phải. Còn đây là phần để chỉnh cao thấp tay lái, tay ga, công tắc. Dây công tắc loại này, loại máy này sử dụng một dây công tắc đi lên, là dây đi xuống ở ngay gần tay côn. Trong này có một tay côn, gọi là tay côn nhưng mà trên thực tế nó chỉ có dùng để ép căng hệ thống, ép căng dây cu loa trong này. Máy có hai số tiến, một số lùi và hai số mo. Khoảng cách giữa các số tiến lùi là có một số không, số không là mo, số trừ một là số lùi, số hai chạy nhanh, số một chạy chậm. Bộ phận đổ dầu và hộp xích. Hộp xích này ta có thể dùng dầu thải cũng được, tiết kiệm. Còn riêng động cơ là bắt buộc phải là dầu mới, không được dùng dầu thải. Động cơ này là chạy 3.600 vòng trên phút, sử dụng hai dây cu loa. Đây là giá để lắp theo các phụ kiện như là bơm nước, phun thuốc, phát điện và nhiều tính năng khác. Đây là số hiệu động cơ. Đây là thông số số hiệu của hộp xích. Cửa xả dầu khi thay dầu. Khi chạy ở môi trường ngập nước, nước ngập qua đây, qua cái trục này sẽ có cái hiện tượng nước trào ở trong. Muốn bền máy thì ta phải tháo cái này ra, thay thay dầu. Đây cửa xả dầu. Đây là tấm chắn gió làm mát động cơ. Gió được lấy từ bộ phận này. Đây là bộ phận khởi động. Trước khi giật nổ ta cần kiểm tra xem là dây cót có nhẹ nhàng hay không. Dây cót phải nhẹ nhàng ta mới nổ được, còn không. Lâu lâu ta phải kiểm tra xem cái này có bị mắc cái gì ở trong này không. Thì cái này mà mắc cái gì vào rác bùn đất mà mắc ở trong này, nó sẽ đầy lên, sẽ không có gió được hút từ đây, từ khu vực này đẩy về đây, thì là dẫn đến động cơ sẽ nóng và máy sẽ có hiện tượng là chết máy, đang nổ chết máy. Phụ kiện của máy, bộ sới, có hai bánh sới,
nên là hai thanh nhảy lắp ra chắn bùn. Mỗi một bánh sới này có 3 thanh chống lầy, bộ sới nó sẽ hạn chế được hai tấm chắn bùn, 3 cờ lê, 1 tô vít và 1 chồng tháo buji. Hộp chốt và ốc để lắp chắn bùn, chắn đất. Đây là bộ phận để tháo buji, sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Đây là chân chống trụ của máy. Đất bình thường ta có thể để mà như thế này để chạy. Còn khi vào trường hợp đất cứng quá, để chân chống trước, khi cần lắp phụ tùng ra có thể dùng chân chống trước để đựng giữ vững máy. Đất cứng quá ta có thể lắp như thế này, thì khi đó cái chân này sẽ có tác dụng như một cái xà beng. Khi muốn chạy các bộ phận khác có để lắp vào, là ta có thể tháo cái hộp này ra. Hôm nay mình có một ốc ở đây, một ốc đây, và một ốc dưới gầm này. Mọi người có thể tháo ra và chuyển dây cua. Tốt nhất là ta nên sắm hẳn một dây cua khác lắp từ bu li động cơ vào bu li bộ phận mình cần sử dụng. Này cần sấy.